Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe và bạn xứng ý. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là máy rửa mặt. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Halio là thương hiệu máy rửa mặt sử dụng công nghệ Sonic Wave Cleansing, giúp làm sạch sâu gấp 10 lần và loại bỏ tới 99% dầu thừa, cũng như lớp trang điểm còn sót lại mà vẫn dịu nhẹ, không gây lão hóa cho làn da. Đồng thời, Halio cũng giúp mặt xa thư giãn khuôn mặt sau một ngày làm việc căng thẳng. Máy đã có kèm sẵn dây sạc và hộp đựng. Ưu điểm chính của sản phẩm: sử dụng công nghệ sóng rung, làm sạch sâu mà vẫn dịu nhẹ với làn da, kể cả da khô và lão hóa. Thay đổi tới 14 chế độ rung phù hợp với cả những làn da nhạy cảm nhất. Bề mặt cò rộng hơn, nhanh chóng rửa sạch toàn bộ khuôn mặt, dễ dàng đi vào những góc khuất trên khuôn mặt, làm sạch toàn diện. Nắp đầy silicon cho cổng sạc, ống chấm nước tuyệt đối. Bộ sản phẩm gồm có một thân máy rửa mặt, một dây sạc USB, thương hiệu Halio Sonic. Chế độ bảo hành: một đổi một trong vòng 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Chế độ bảo hành của sản phẩm đi kèm với mã đơn mua hàng trên hệ thống Lisibox, không có phiếu bảo hành bằng giấy. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: tạo bọt với sữa rửa mặt bằng tay và xoa bọt lên mặt, sau đó bắt đầu rửa mặt với máy Halio để rửa mặt. Lưu ý: điều chỉnh chế độ rung phù hợp với làn da của bạn. Rửa mặt theo chiều từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Bảo quản: lau khô sau khi sử dụng để nơi khô ráo thoáng mát. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.